À, xin chào các bạn. Ở buổi học trước á, chúng ta đã đi tìm hiểu về lỗi là insecure for plan. Thì ở phần bài học này thì chúng ta đi thực hành về fire plan ha. Thì fire plan á là gì thì chúng ta đã đi tìm hiểu ở bài học trước. Thì ở phần này chúng ta đi thực hành. Thì bài này á thì được dựng trên lab có sẵn ở trên một nền tảng open source, đó là HackMyVM. Thì cái máy này á, là nó mô phỏng thực tế về cái về chương trình mà nói nôm na dễ hiểu là dev họ cố tình họ có sai những cái có thể cho chúng ta input vô, có thể upload được lên trên hệ thống. Rồi thì đầu tiên á, chúng ta sẽ download ở cái máy ảo này ở trên HMyVM ha. Thì các bạn lên trên HMyVM, các bạn dồi vô cái đăng ký tài khoản, sau đó các bạn download về. Rồi khi các bạn download về, nó sẽ hình thành ra một cái file giống như vậy, các bạn nhảy nén nó ra ha. Rồi các bạn dễ nén nó ra. Vậy check on ha. Rồi, thì tôi sẽ chọn destination là này. Nó sẽ mất đâu đó khoảng chừng một vài phút ha. Thì đây các bạn mở cái vua toolbox lên ha. Rồi, các bạn input nó vào. Ha. Rồi bạn input nó vào thì ta sẽ chọn vô file, chọn import, chọn sụt. Rồi ở đây sụt của tôi là nằm ở desktop ở trong thư mục HMyVM fireplace disable mở net cạc nát thì các bạn chọn ha, chọn lại cái cạc nát word interface Rồi, finish. Khoan các bạn nhấn start ha, thì để cho nó import vô để hoàn tất cái quá trình mà nó cung cấp ha. Rồi khi các bạn đã import xong rồi, các bạn vô phần setting ha, các bạn khoan start lên, rồi các bạn vô network, các bạn chọn cái cạc mà mình mong muốn ha. Ở đây tôi chọn cạc rich ha, rồi advanced tôi cho nó là allow on ha, rồi tôi ok, rồi tôi sẽ start lên, đồng thời các bạn start cái máy Kali lên ha. Rồi.
Rồi, khi này là nó sẽ quá trình nó tự động start lên ha. Rồi, từ tí. Rồi. Đồng thời tôi sẽ start cái máy Kali lên. Để một cái máy sẽ là một cái máy chính, một cái máy sẽ là một cái máy phụ ha. Rồi thì tại vì do cái máy này á, là nó sẽ không biết á, thì chúng ta gọi là không biết địa chỉ IP, nên chính vì đó là các bạn có thể sử dụng IP scanner hoặc là một cái sử dụng một cái công cụ để scan cái những IP ha. Ví dụ như ở đây là tôi đang có quản lý cái con host gọi là router á, thì các bạn truy cập lên hẳn con router đó, các bạn xem cái địa chỉ IP mà nó được cấp ha, hoặc là các bạn scan ha, thì bằng nhiều thủ pháp gọi là thủ thuật khác để bạn lấy ha. Còn thông thường á, thì các bạn nếu mà các bạn không biết á, thì các bạn sẽ sử dụng cái một cái chương trình, đó là chương trình là Net Net Discover ha. Net Discover là một cái công cụ scan dùng để scan những cái IP trong một cái range nào đó bất kỳ. Ví dụ ở trên màn hình của các bạn đó là cái địa chỉ IP là 10.0.0.0.0.0/24. Khi các bạn scan ra thì các bạn thể thấy là những cái IP mà nó gọi là mình sẽ lại trừ ha. Thì nếu như các bạn không biết thì các bạn thử truy cập lần lượt từ 1 tới 2, 152. Rồi đợi tôi tí ha, tôi có điện thoại. Rồi thì sau khi đã làm nhiều cái biện pháp nghiệp vụ mà tôi ở truy cập lên trên trang quản lý router, thì tôi thấy có một cái địa chỉ IP là 1.3 ha. Thì đây là cái địa chỉ IP của tôi ha. Rồi. Rồi, tôi sẽ sử dụng cái câu lệnh này ha. Nó sẽ là 1.3. Rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ vô bên trong cái máy Kali ha. Rồi, hoặc là các bạn SNS vô đều được ha. Rồi, SNS vô. Rồi, CMD ha. Rồi. Các bạn sử dụng SNS hoặc các bạn sử dụng cái gì cũng được ha. Rồi. Ở đây, tôi có ở đây, tôi mở này lên. No. Ok, rồi. Rồi thì 0.3 là địa chỉ IP của cái máy kia. Rồi bây giờ tôi sẽ scan ha. Thì cái bước đầu cái việc khai thác á, thì các bạn phải scan cái máy đó đang ở địa chỉ IP bao nhiêu, rồi mới tiến hành là đi tìm, đó là đầu tiên là thu thập thông tin, thứ hai là đi tìm lỗ hổng, và cái thứ ba là mới tiến hành khai thác ha. Rồi đầu tiên tôi đi thu thập thông tin bằng câu lệnh là nmap ha. Rồi. Rồi khi các bạn đợi nó, quá trình nó scan cũng khoảng mất đâu đó cũng phải vài phút tới mấy tiếng ha. Thì thông thường là trên màn hình hiển thị với các bạn đó là tôi scan đâu đó là 0,0010 giây ha. Thì tùy thuộc vào cái tình hình thực tế của các bạn ha. Rồi thì do cái SSH á, Benasol á, thì khi các bạn scan ra có hiển thị lên trên màn hình của các bạn. Thì nó được viết ở bằng cái ngôn ngữ là Ubuntu 20.04, thì đây là cái gọi là những cái update ha. Thì các bạn có thể thu thập thêm những cái bước tiếp theo là các bạn lên Google ha. Thì cái thủ thuật đó mà khi các bạn đã scan ra một cái lỗ hổng hoặc là scan ra một cái phương pháp là nmap, thì cái việc thứ hai các bạn phải lên là Google á, các bạn là Google Hacking Database, tức có nghĩa là đi lên Google các bạn tìm những cái vulnerability, tức có nghĩa là xem coi cái lỗ hổng ở bọt đó coi nó có available hay không, rồi mới tiến hành là khai thác tiếp theo ha. Rồi thì khi mà các bạn đợi á, thì nó sẽ cũng khá là lâu ha. Thì hình như kết quả nmap scan nó đã ra. Thì ở đây cái result nó trở về là 2,46 giây, thì nó sẽ ra hai cái bọt là bọt 40 và bọt bọt 22, bọt 80. Thì ở đây tôi sẽ có hai bọt ha, ở đây tôi sẽ copy nó, rồi tôi sẽ bát nó ra, rồi tôi sẽ sạc ha, rồi tôi sẽ mở, đồng thời tôi sẽ mở bút sổ ha.
Rồi thì khi các bạn đã thấy được con bọt 80 á thì các bạn sẽ lên Google, các bạn liền truy cập lên trên trang Bookshop ha để tiến hành những process tiếp theo. Rồi thì ở đây là tôi đã mở cái chương trình Bookshop lên để bắt những cái gói tin là HTTP ha. Rồi thì để tránh gọi là thu thập sai ấy, thì tôi sẽ sửa lại cái Bookshop. Hôm qua thì tôi có cho nó đi qua cái bọt của máy tính của tôi thì nó hơi lắc tí, thì giờ tôi sẽ cho bọt onsite của nó là 0.1 ha, 8080, và tôi sẽ input cái CA cert lại ha. Rồi. Rồi, hình như nó hơi lắc tí. Kệ nó đi. Rồi, tôi vô phần setting. Rồi, tôi chọn cái phần setting ha. Tôi gõ chữ search. Rồi, view. Rồi, tôi sẽ kéo xuống, các bạn tìm giúp tôi là bọt Switcher ha. Mở Switcher xong các bạn delete nó đi, rồi bạn import cái mới vô. Rồi, hình như là tôi đã xóa rồi sao á. Rồi, thôi, không sao. Rồi. Rồi, tôi sẽ cho nó đi qua bút ha. Rồi, tôi gọi là HTTP. Tôi input cái bút đó vô. Bút ha. Rồi, tôi nhấn CA. Tôi nhấn CA ha. Rồi. Rồi, sau đây tôi sẽ chọn cái thằng này ha. Rồi, tôi sẽ delete hết. Rồi, tôi sẽ download lại ha. Rồi. Tôi sẽ nhấn search. Rồi, tôi sẽ kéo xuống xem coi có bút sột không. Tôi sẽ rà soát lần nữa. RERT ha. R trước là tích T. ST. P. P là nó sẽ nằm ở A, B, C ha. P, P thì nó sẽ nằm ở trên T. Rồi. Rồi, coi như này không có thì coi như là mình sẽ inbox vô ha. Rồi. Thì tôi sẽ just tôi nhấn ok. Rồi. Cho nó đi qua Bookshop ha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đi lấy cái này. Tôi copy rồi tôi chỉ cập thử rồi nó ra web gì ha. Rồi thì đây sẽ là it work, là tôi có nghĩa là chắc chắn 100% nó sẽ là xài Ubuntu. Rồi khi tôi đã nắm được cái gọi là cái hệ điều hành đó chạy điều hành gì rồi thì tôi sẽ bước tiếp theo, đó là chạy đi vulnerability, tức có nghĩa là đi cái tìm cái ô tìm cái directory của cái file đó, thì bằng cách thủ thuật là các bạn đã học vào fuzzing full rồi thì các bạn sử dụng full ha. Thì tôi hiểu tôi quen cái thằng thằng này thì GoBuster, thì tôi sẽ chọn GoBuster để thay thế cho sự lựa chọn là cái kia ha. Rồi nếu như các bạn quen cái câu lệnh nào thì các bạn cứ xài câu lệnh đó ha, cũng không sao hết. Rồi. À, thì cái file này các bạn đã biết lấy ở đâu rồi đúng không? Thì các bạn cứ việc xài cái file đó ha. Thì hình như là trước đó tôi đã có ở trên, tôi đã đa về rồi. Hình như nó nằm ở thu mục setlist nè. Ha. Rồi, ok, giờ là discovery. Rồi, web content. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ copy. Tôi paste vô đây. Ha. Rồi. Rồi tôi sẽ copy hết. Rồi. Tôi xóa này. Rồi. GoBuster nó chưa có cài, tôi sẽ sử dụng sudo apt install GoBuster. Rồi, password là. Rồi.
Giờ cái máy này nó chưa được update cái repository mới nên tôi sẽ gõ sudo apt update để nó renew lại repository. Tức có nghĩa là cái file để nó update những cái thư viện cần thiết ha. Rồi. À, đợi tôi tí ha, thì cái thời gian quá trình này nó sẽ mất khoảng một vài phút ha. Rồi khi thư viện đã update xong, bây giờ tôi sẽ lấy lại lệnh ha, rồi tôi sẽ tiến hành tôi cài đặt. Rồi. Rồi thì các bạn sẽ mất đâu đó khoảng một vài giây ha. Thì con lệnh full đó, nó cũng y chang của lệnh này luôn ha. Thì full full ha, rồi trừ W, rồi cái setlist ha, setlist của mình, rồi cái gọi là worklist ha, worklist rồi trừ U HTTP, nó sẽ khác một tí xíu ha, chấm 2, chấm 1, chấm 3. Rồi rồi đây tôi sẽ là full ha, rồi chữ O tức nghĩa là output ra ha, nếu như các bạn không xài đó thì vẫn không sao ha. Rồi thì ở đây nó sẽ ra những cái file, thì những cái file này là các bạn có thể là chấm .htaccess hay chấm gì đó à, như là đây nó scan ra nè. Ở đây tôi sẽ vô từng cái thư mục rồi. Tôi sẽ info. Rồi. Đây là cái file info của PHP, thì bây giờ tôi sẽ kéo xuống thì tôi sẽ đọc những cái thông tin mà cái trường mà nó sẽ trả về ha. Rồi các bạn sẽ lưu ý là đọc kỹ có cái nội dung. Rồi đây tôi thấy có nghi ngờ có biểu hiện rồi nè ha. Rồi để xíu rồi tôi sẽ đi tiếp ha. Hình như là nó sẽ nằm ở cái thằng này. Về cái bị script sai này. Rồi rồi rõ nè, rồi mà một con để tới tí. Rồi hình như là đây file black, đây nó có những là nội dung của file, thì disable function là những cái disable function ha, hình như là master local nè, thấy không, asset. Rồi ok bây giờ tôi đọc ha, rồi tiến hành tôi đọc. Rồi cái nội dung này tôi thấy hơi khả nghi rồi đó, ở chỗ cái disable. Rồi ok các bạn sẽ đọc ha. Rồi là module nè, đây disable function, thì những này là cái master value. Rồi mặc định nó không có, rồi tôi thấy khả năng gì nè, ngay chỗ này nó có thể bị lỗi nè ha. Rồi tôi sẽ tiến hành tiếp theo, đó là show ra những cái gọi là body ha, nó sẽ gọi là maybe ha, thì nó sẽ ra một cái react, tức có nghĩa là cái serif ha. Thì cái serif này nó sẽ nằm ở cái file serif ha, các bạn sẽ tìm cho kỹ. Rồi không được thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là cơ, rồi trừ cơ cơ này ra. Rồi như đâu đó, như là trước đó tôi có làm thì nó sẽ ra serif đó ha. Đây body serif nè, nó nằm ở trên, các bạn kéo lên nè. Nó nằm đây nè. Tôi thử tôi search ra. Không được thì tôi sẽ search ha. Rồi. Rồi không thấy ha. Rồi. Rồi thử vô cái index index.html.
Rồi. Hình như tôi sạc sai rồi thì phải. Well. Hindet thì hindet.php. Rồi. Tôi cơ này coi. Cơ. Rồi, hiểu rồi. Phần này như là nằm đỡ trong sụp code đó, phần baby. Maybe ha. Không có thì ok, bây giờ ta sẽ thử ha. Trước đó tôi đã ra rồi nên không sao. Nên này các bạn cứ thử các bạn làm ha. Sai rồi. Ok. Rồi, đây, thấy không? Upload nào. Rồi. Bây giờ tôi đã tìm được cái file upload rồi. Ok, bây giờ tiến hành là tiếp theo là tôi sẽ dùng vào cái file này, tôi sẽ up lên ha. Rồi, thì đây nó sẽ có cái chuồng. Thì trước đó tôi đã làm rồi thì đây là cái những cái bài loát ha. Thì các bạn thử cái bàn sọt thôi như thế nào ha. Rồi. Hình như trước đó tôi đã có cái có up cái phần sale rồi ha, tôi đã tạo một cái con sale rồi. Trước khi nhấn upload thì các bạn cho nó đi đi chơi đi ha. Con này nó treo luôn à. Ok rồi, target ha. Rồi nhấn proxy intercept upload rồi. Sale upload file echo upload.php. Rồi xem coi cái giờ các bạn phải xem cái file của nó. This is not allowed, tức có nghĩa là nó đã không cho upload file thì ok, giờ tôi sẽ sử dụng cái file khác. Thì các bạn thử những cái thủ thuật như là bypass ha, hoặc là disable shell code gì đó ha. Ở đây là tôi sẽ có cái này này rồi nè ha. Rồi hình như trước đó tôi đã có rồi đây. Ok bây giờ tôi sẽ input cái này về ha. Thì tool nó sẽ bypass cái disable function, tại vì shell code nó ngay chỗ khúc này nè, khi các bạn thấy á, thì nó sẽ không không cho ha. Rồi ở đây tôi sẽ qua bên đây. Rồi ok, tôi git log. Rồi tôi sẽ cd cha cô, cd cha cô. Rồi khi mà cd cha cô thì tiếp theo là tôi sẽ sử dụng Python ha. Rồi. Re-A, đã re-A. Rồi. Bây giờ tiếp theo là câu lệnh là chúng ta đã có một cái file re-A rồi. Giờ sẽ tiến hành là ta sẽ cắt cái file reverse này đi. Cắt file reverse cell. Rồi. 10.0.24. Bây giờ tôi sẽ sửa lại ha. Tôi nano reverse chấm SSH ha. Rồi thì ở đây tôi sẽ sửa lại là bot của tôi ha. Bot của tôi là IP của tôi ha. Gõ IP config nó sẽ là 1.5. Rồi. 192.168. 168.1.5 ha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ nc trừ l t u l t u b n L tôi sẽ ghi là L N N N N N B B đúng không? Còn chắc ăn nữa thì các bạn cứ này đi
ha. Copy rồi, up cái file shellcode này lên. Ok, bây giờ tôi sẽ tiến hành up shellcode lên đây ha. Rồi, low shell chào cô shell river đây, tôi up lag lên. Rồi, ok, intercept. À, final. Rồi, hiểu. Tôi sẽ up cái cell này đi. Ha. Rồi. Rồi, từ từ. Ok. Rồi, từ tí. Tôi đi tìm cái file nó nằm đâu và tôi để kích hoạt nó lên. Bạn tìm một cái sale ha. Rồi nó nằm đâu ta? Upload.php file upload đã lên rồi, thường nó sẽ có kết nối trả về. Hình như tôi làm sai đâu đó rồi các bạn ơi. Ok. Rồi boot là sale. HTML. PHP. Ok, đợi tí. Hình như là nó sai đâu đó rồi. Có connection nó sẽ trả về. Mà đây nó không trả. À, rồi. Tôi hiểu rồi. Up lên là cái file kia, là cái file ấy. Hiểu. Bây giờ là do cái sale kia là nó địa chỉ IP tôi nên nó chưa có phát hiện đưa về ha. Rồi bây giờ là cái report của tôi là sale input. À rồi, tôi sẽ lấy lại ha, tôi lấy lại lệnh ha. Rồi tôi sẽ input nó ha. Rồi tôi cắt cái sale, rồi tôi up sale này lại ha. Do hồi nãy là tôi làm lộn á ha, đáng lẽ này cái file này tôi sẽ tạo trước rồi mới up lên, mà ngày nào tôi up lên mà nó chưa trả lời đây, là tôi có nghĩa là các đầu tiên các bạn tạo một cái file là .shh thì bắt cái file này vô rồi xong, sau đó các bạn sử dụng là Python 3 ha, sử dụng là Python 3 rồi cha cô rồi trừ trừ cái gì đó ha. Rồi thì output của nó là cell 1 ha. Rồi cái ô path hồi nãy á, là cái ô nãy các bạn tạo á. Rồi rồi các bạn sẽ input cái file này lên ha. Rồi input cái file này lên, rồi các bạn khoan nhấn, rồi các bạn sẽ tạo là cái nấc mở cái connection, rồi bạn upload ha. Rồi thì khi mà upload á thì nó sẽ trả kết nối về. Này nó không có trả nè.
Thằng này nó bị dính kia rồi. Ok. Rồi ok, thử lại. Nano Revolt 1SH. Rồi, nó sẽ là chép cái này lên đi. Rồi, ok, nó sẽ chép cái tạo một cái revolt sale 3SH ha. Đây sẽ là 92168.1. Mấy đây? Chấm 1 chấm IP của con này là chấm 5 đi. Ok. Chấm 5. Rồi mở là khôi 444 đi. 444 rồi. Ok. Rồi. Rồi lưu file này lại. Rồi. Python 3. Từ từ. HTTP info info.php. Rồi kéo xuống như này là có cái file document root. Ok. Các bạn tìm cái tìm nha, đọc kêu mình rút đây nó nè ha. Rồi các bạn này rồi sale 2. Rồi khi sale 2. Rồi. Sale 1, sale 2. Rồi. Bây giờ là chép này vào bên trong. Mở. Rồi, qua đây apply sale 2. Rồi, up lên. Đưa về xuống. Rồi tôi tí ha. Rồi hiểu rồi, để tôi tí. Để tôi rồi thì khi các bạn đã xong á, upload lên á, thì các bạn lên trên Compact á. Trước đó là cái này nè, các bạn nhấn sale.b ha, là nó sẽ có kết nối ngược về cái con attacker của các bạn ha. Rồi thì khi đó các bạn đã chiếm được quyền điều khiển của cái máy rồi, thì bước tiếp theo á, các bạn sẽ đi thu thập những cái tiếp theo là bước lên cao, đó là sudo chữ l.
Thì ở đây tôi thấy là nó có TCP dump này ha. Thì cái thằng này là một cái nó listening ha. Thì nó có thể bypass qua ở dưới quyền user root ha các bạn nha. Đây. Đây. TCP dump ha. Rồi. Thì khi các bạn gọi là chạy dưới quyền gọi là không cần run administrator thì chính điều đó tôi sẽ tiến hành là các bạn sẽ sử dụng một cái câu lệnh, một cái connection, gọi là một connection thực chất đó là nó cái check cái bằng cái câu lệnh này nè ha. Rồi vsay, rồi ở đây tôi sẽ copy cái lệnh này ha, rồi tôi sẽ pass vô bên trong này ha, tôi sẽ mở cái new private, rồi pass này vô, rồi rồi các bạn kéo xuống ha, các bạn chọn new more. Rồi, đây bạn đào cái thằng này xuống ha. Rồi, rồi thì đó nó sẽ có cái này. Các bạn mở này lên. Các bạn bỏ chọn là open ha. Rồi, các bạn chọn là sudo python 3.sharkmhttp.server. Rồi, Kali. Rồi, các bạn up ngược này lên trên cái máy chủ ha. Rồi. Các bạn vô cái CD CD system ha, để nó tránh dấu vết ha, bạn wget rồi http 192.168.1.5 8080 rồi sạc copy rồi rồi đang là add no satisfy. Rồi, ok. We get lại ha. We get HTTP 192.168.1.5 8080. Sạc. Rồi. Là add. Rồi. Rồi, các bạn sẽ thấy được cái file này. Các bạn sẽ mod cộng add. B size. Rồi, B 64. Rồi. Rồi, các bạn chạy ha. Chương trình này giúp cho chúng ta là chạy xem coi là những thằng nào là quyền cao nhất ha. Rồi thì các bạn đợi nó, các bạn chạy ha, thì trong quá trình chạy á, là các bạn sẽ quan sát coi thằng nào đang chạy dưới quyền cao nhất ha, gọi là quyền user á, có quyền root ha, tương đương với là root giống như là quản trị viên á. Rồi đợi tí nó sẽ ra. Không, các bạn kéo lên ha, các bạn lấy đây. Không phải bin set ha, này này coi là anh nè, coi là nó mình kéo vô nè, rồi ở đây nó rồi thấy không, đây vstd nè, thấy nè, đây ba đứa ha, đó là cái gọi là này dễ hiểu, đó là cái file á ha. Rồi bây giờ làm gì nữa, chúng ta sẽ dừng nó lại ha. Rồi quay qua bên kia tôi refresh nó, tôi cho nó kết nối lại ha. Rồi rồi khi đó tôi đã thấy rồi ha, bây giờ tôi sẽ cd tôi một tem, rồi tôi là add. Rồi thì lúc này tôi sẽ sử dụng là sudo, rồi sudo trừ u robot ha, đây thấy không, robot. Rồi các bạn để chắc ăn nữa, các bạn copy ha, robot rồi robot cách ra tcp dump trừ y lo bo ftp rồi để nó listening ha, thì nó chúng ta sẽ lấy được cái username của thằng robot ha, thì đợi nó khoảng đâu đó mất khoảng vài giây á, để cho cái bên trong hệ thống nó bảy người dùng mà ha, lúc đó là người dùng họ chưa biết ha. Rồi bây giờ bạn cứ việc ngồi đợi.
Rồi đợi tôi tí nha các bạn. Rồi thì khi sử dụng cái cố lệnh này á, thì nó sẽ ra những cái mà FTP ha. Rồi bây giờ các bạn có nhiệm vụ là các bạn tìm cái username và password. Đây. Successful FTP nè, thấy không? Special nè, rồi có được cái password. Rồi login. Rồi. Tôi sẽ lưu này lại. Rồi lấy được cái phiên ATP. Bây giờ tiến hành là tôi sẽ switch qua cái user là Robert ha. Rồi, các bạn đọc cho kỹ nha. Special file nè, thấy không? Thấy không? Path nè. FTP path nè. Rồi đằng trên sẽ là user ha. Rồi. Rồi. Ở đây tiếp tục. Rồi. Rồi su robot ha, su trừ hoặc là các bạn sử dụng SSH ha. Các bạn sẽ sử dụng phiên SSH ha. Ha, rồi. Bây giờ là tôi sẽ sử dụng phiên SSH robot. Rồi, 192.168.1.3. Rồi. Yes. Yes. Rồi, password. Rồi, enter. Rồi, thì lúc này tôi sẽ lấy được cái password root nè. Cái password user ha. Các bạn TST ha, thấy không? Ra nè. Rồi. Các bạn đã lấy được cái password rồi nè ha. Rồi. Rồi tiếp theo là tấn công thằng quyền ha. Thì có một cái đi thu thập á, thì trước đó tôi đã đi thu thập rồi ha. Thì nó bị cái RC thằng này ha. Case study nè ha. Rồi. Ok. Rồi nó bị explode đó. Rồi, require nè. Rồi. Giờ tôi tiến hành tôi tấn công thằng quyền ha. Rồi. Rồi, tôi sẽ qua cái CD system. System. Rồi. Tôi sử dụng câu lệnh là install trừ ver. Rồi, nó là 12 ha. Vậy là đúng ifoc rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi đào mấy cái bảng mà trước đó nó vì ấy ha, gọi là năm nay cho dễ hiểu quá là cái bóp ha. Cái bóp thì đây nó có cái bóp sẵn ở trên mạng ha. Rồi. Thì này nó không còn nữa, tôi đã có cái con server rồi. Tôi git clone nó đi. Git clone. Tôi cd. Nào. Rồi. Tôi bài thành 3 trừ mà nhớ nha, luôn luôn nhớ là các bạn đào này về ha. Rồi về thành 3 chữ m http.server. Rồi quanh đây rồi ok đâu rồi. We get http sạc sạc 926168.1.5 8000 sạc đầu tiên là exploit chấm bi rồi một cái ha. Rồi exploit chấm bi đã có rồi 200 rồi ok. Bây giờ chắc ăn nữa các bạn đào hết tất cả về ha. Thì nếu như các bạn thích đề máy này nó không có thì các bạn đào về ha. Còn không thì các bạn đào từ từ. Git clone này tại vì máy này máy trên môi trường. Nếu mà các bạn sử dụng cái chính quyền điều khiển mà do cái máy đó mà nó gọi là năm nay cho dễ hiểu á là
Nó không có mạng thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh khác ha, vim gọi là get ở trên trên cái máy Kali, xong các bạn mở ha. Rồi ở đây là các bạn sẽ kết nối ngược về cái con server ha, con listening. Ở đây tôi sẽ sử dụng là 192.168 chấm 1 chấm 5. Rồi save nó lại. Về bây giờ sử dụng là Python 3 exploit chấm v. Rồi một file update. Rồi các bạn ở đây tôi sẽ sử dụng là nkcat sudo nc 9090. Rồi bây giờ là chạy ha. Rồi tôi chạy thì chạy đây nó có cái file là exploit nè, chấm devu nè, exploit chấm devu nè, thấy không? Rồi các bạn là sudo sudo ha. Rồi sudo gì, exit tool, rồi gì nữa, rồi exploit ha. Rồi thấy không, Huami. Rồi ID. Rồi chúc mừng các bạn đã chiếm được quyền điều khiển của root rồi. LS CD root LS. Rồi thấy không, R O O T chấm T T. Rồi cat R O cat R O O T chấm TST. Rồi. Rồi thì các bạn đã show được cái bài lab này. Rồi chúc mừng các bạn ha. Chào mừng. Chào các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video lần tới. Rồi. 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 Xong rồi ha.